Chào các bác nhá. Xin giới thiệu cụ thể chi tiết với các bác cái mẫu quần áo bảo hộ bắt ong rừng nhá các bác nhá. Cái này thì là mẫu này là mình làm từ năm ngoái. Tính ưu việt, tính ứng dụng nó rất là cao, độ an toàn rất là tốt. Thì vẫn còn năm nay, vẫn còn anh em vẫn còn chuộng nhá. Năm nay các bác mua hàng thì hoàn toàn yên tâm. Không phải thắc mắc là thế em ơi là nó có người dùng thử chưa, chất lượng như thế nào. Thì xin thưa các bác là anh em dùng thử rất là nhiều. Mùa năm ngoái em bán cả 1000 bộ rồi. Thế còn chất lượng như nào ấy thì các bác yên tâm là chất lượng này là tuyệt vời, không phải che cái gì cả nhá, rất là chắc chắn, an toàn. Năm nay thì hàng mới về, số lượng cũng rất là nhiều đủ phục vụ cho anh em. Bắt đầu vào đầu mùa ong rồi. Các bác xem chi tiết đây. Các bác giới thiệu với các bác để các bác mới chưa mua hàng thì biết cụ thể như nào. Đây các bác nhé. Ở đây là cái bộ quần áo nhá, đây bộ quần áo ủng này, may liền với lại quần luôn, ủng may liền với quần, găng tay xem may liền với áo, găng tay may liền với áo nhé. Cả bộ quần áo này may liền với nhau. Cái phía mũ chụp lên đầu cũng được may liền luôn, thành một khối hết nhé các bác nhé, thành một khối. Và cái này nó có một cái đường khóa, đường khóa này các bác này, đường khóa này bảo hộ khi các bác mặc, tháo ra các bác mặc vào này. Khi các bác kéo khóa xong là các bác dán này, nó có cái thanh miếng dán an toàn này này, dán là dính chết luôn, dán xuyên suốt từ trên xuống dưới luôn, không phải là cái loại dán đính đâu các bác nhé, nguyên một đường dán dài luôn. Đấy, khi các bác dán các miết như này thì là rất là chắc. Khi nó bật được cái này ra thì lại đến cái nắp khóa bảo vệ ở trong. Thế còn về phụ kiện của nó thì nó sẽ có một bộ quần áo chính như thế này, và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái mặt nạ, khẩu trang, khẩu trang theo kiểu mặt nạ chống độc nhé các bác nhé. Đó, khẩu trang theo kiểu mặt nạ chống độc đây này các bác này. Và một cái kính trắng nhá các bác nhé, cái kính trắng để chống ong đái. Đó, kính trắng để chống ong đái này. Cái mũ bảo hộ này nhá, cái mũ bảo hộ. Đây là thêm một cái đôi găng tay bằng cao su các bác nhá, găng tay cao su để cho các bác đi cuốc bạc chán đấy, các bác phải ra cuốc thêm, ra cuốc thêm. Đây thì cuốc bạc chán này cực kỳ nguy hiểm, nó rất là lọc, nó rất là sắc, thì các bác phải đeo cái này vào trong trước, xong bác có dùng đến cái bộ này nhá. Đây là phụ kiện đi theo như vậy. Về size ấy, thì cơ bản là sẽ có hai size, một size to và size vừa vừa. Thì anh em nào có nhỏ con thì vẫn phải mặc size vừa, anh em nào mà to quá thì sẽ mặc size to nhất nhé. Đấy. Nói luôn với các bác đấy, cái này nó là quần áo bảo hộ, thì khi các bác mặc vào nó phải có rộng rãi, thùng huỳnh, chứ nó không có bó sát đẹp như là cái quần áo thời trang của các bác đâu nhé. Thế làm ra các bác mặc mà nó càng rộng bao nhiêu ấy thì nó càng thoáng mát bấy nhiêu, càng thoáng mát bấy nhiêu nhé. Cái này ấy, thì là chất liệu bằng da, chất liệu bằng da các bác nhé. Quay gần đây các bác. Cái này các bác này, chất liệu bằng da. Đấy, chất liệu bằng da. Các bác cái hình dung đơn giản đấy, nó như là da của vỏ yên xe máy ấy. Đấy, da vỏ yên xe máy xe Honda như nào ấy thì là cái da này nó như vậy. Và phía ngoài này nó được nắng một lớp cao su, nắng lớp cao su nhá, có độ dẻo nhá các bác nhá. Đấy. Theo cái này là nó rất là dày này, kín này, mặc thì nó sẽ hơi nóng, nhưng mà nhà thiết kế làm thiết kế rất là tinh tế, cho các bác rất nhiều ô thoáng để cho nó thoáng này. Hai bên này là hai ô này, hai bên hông là hai ô nữa này. Đây. Đấy. Và quan trọng nhất là cái ô phía sau này, cái ô chính phía sau là rất là rộng này, ô chính sau lưng này. Đấy, rất là rộng nhá. Và những cái ô thoáng này các bác xem này, nó thiết kế rất là chi tiết, tinh xảo, có 3 lớp các bác nhé. Lớp ngoài cùng là bằng lưới nhuyễn này, lớp phía giữa là lưới thô này, và lớp trong cùng này một lớp lưới nữa nhé. Và mấy cái lớp này ấy, nó được cách nhau bằng một cái ống nhựa này để nó phồng lên. Các bác hình dung là hai cái này sẽ cách nhau khoảng 1 phân, thì cái nọc ong nó không thể tiêm mới vào trong được nhé các bác nhé. Đấy. Cái này thì là các bác đi đánh ong ấy thì tôi khuyên các bác là nên đi 2 người để khi các bác mặc thao tác cho nó nhanh và nó đảm bảo được cái độ an toàn. Thế còn đâu ong nó rất nguy hiểm, nhiều khi là đi một người là nó không được an toàn lắm các bác nhé. Đây, khi mà cái này rồi là các bác chụp cái mũ này vào. Cái này mà cái công việc mà kéo khóa vào này, công việc đưa vào vậy, có một anh em trợ giúp cho các bác ấy, thì nó rất là đơn giản. Thế còn một mình ấy, mình sẽ hơi nay hoay hơi vất vả một chút nhé. Mẹ. Một mình thì nay hoay hơi vất vả một chút nhé. Nhưng mà có hai người đi nó sẽ đơn giản hơn. Đây các bác nhìn đây. Cái này ấy, thì các bác phải thấy là nó rộng rãi thoải mái nhé. Thì các bác mới leo trèo được, mới cuốc mới sới được. Để mình đi bắt ong mà. Còn nếu mà các bác mà mặc mà nó vừa vặn quá, nó chặt quá ấy, thì các bác di chuyển cũng rất là khó. Đâm ra là tôi thì tôi cũng hơi thấp, mặc thì nó rất là rộng. Còn cái này anh em nào mà 1m7 thì mặc nó sẽ đẹp hơn. Còn các bác nào mà khủng lồ đến 1m8 mấy thì nó có cái bộ to thì vẫn ok cho các bác nhé. Đấy. Rất là chắc chắn. Ở cây miếng này nằm giữa mắt này, thoải mái cho các bác quan sát.